Thank you.
Ơ ca, ca đây lúc nào đây? Hả? Ca ra đây lúc nào mà chị không biết? Anh Mon đâu rồi? Anh Mon đi chơi đâu rồi? Chứ ca sang đây chơi với anh Mon mà lại không thấy anh Mon đâu à? Ca Mon ơi! Mon ơi! Mon đi chơi đâu rồi? Đi về đi, anh chị để đây thôi. Con ra có về ăn không ta? Con đi đây. Đi về để ăn chứ. Đi về. Con anh Mon không có nhà rồi. Anh chị để đây thì anh Mon thấy Mon ăn nhá. Đấy. Con ra sao mới chơi với anh Mon mà anh Mon không có nhà. Con đi về nhá. Đi về chị cho ăn nào. Sao chơi với anh Mon lại không gặp anh Mon về buồn hả? Lại không ăn luôn à? Ăn đi, này cá đi cá. Đó, không ăn hả? Thôi ăn đi rồi lát nữa anh Mon về rồi chị mang cá sang chơi với anh Mon nhá. Cá ơi. Ăn đi rồi lát chị cho con chơi với anh Mon nhá. Chị mang sang. Nào, con ăn đi. Này ăn đi. Chị nói phải nghe chứ nhỉ. Con gọi lắm. Ăn đi. Nào, con ăn đi nào. Ăn đi. Ăn đi con. Ăn đi nào. Sao? Cá cầm đấy, đấy. Cầm đấy ăn đi cá. Cá cầm đấy. Này, cá ăn đi chứ. Cá ơi, sao đây? Chứ ăn có miếng cáo nữa thôi à? Nào ăn no đi. Táo để sắp rồi. Nói nha.
Đây đây, hết rồi, chồng bát hết rồi. Ăn đi, ăn nhanh xong rồi sang cho bánh ngon nhá. Này con đứng tao ăn hết đi này. Để sang bánh ngon này. Thế sao? Không ăn nữa hả? Thế thì chị bé sang bánh ngon nhá. Cứ nhìn ra ngoài đấy, chắc nhớ anh ngon lắm à. Đi. Bé sang xem bánh ngon về chưa nào. Bây giờ tí về chị gọi.